chúng tôi đang có trên sân khấu đó chính là 10 chiếc ghế. 10 chiếc ghế này đã được đặt sẵn và xin mời 10 thành viên của chúng tôi. Trước khi ngồi vào ghế, các anh có quyền đó chính là 10 giây để nhìn lại đội chơi của mình. Các anh có tin tưởng đây là những người đồng đội của mình trong cái phần thi đầu tiên này hay không? Và nếu có, các anh sẽ không đổi bất kỳ thành viên nào. Còn nếu không, hãy chọn cho mình, đổi đội chơi cho mình, đổi thành viên cho mình. Ok, sang đây đúng không ạ? Cứ 5 năm là được. Bây giờ cho chúng tôi hỏi, bên này còn muốn thay đổi nhân sự gì không ạ? Bên này còn muốn thay đổi nhân sự gì không ạ? Không đúng không ạ? Hai đội chơi đều đã chắc chắn về nhân sự của mình. Vậy thì bây giờ mỗi một thành viên chọn cho mình một chiếc ghế và di chuyển ngồi vào trong chiếc ghế giúp chúng tôi. Nhiệm vụ của người chơi rất đơn giản. Các anh sẽ làm theo yêu cầu của chúng tôi như sau. Các anh sẽ xoay người một góc 45 độ, quay sang bên cạnh của chiếc ghế. Lưu ý, ghế giữ nguyên và dùng đầu của mình đặt lên đùi của người bên cạnh. Rất đơn giản thôi, dùng đầu của mình đặt lên đùi của người bên cạnh. Ví dụ ạ, bây giờ các thành viên của chúng ta hãy cùng quay một góc 45 độ giữ nguyên ghế giúp chúng tôi. Quay sang bên này hoặc quay sang bên nào cũng được. Đó, nhưng tất cả cũng phải quay theo một hướng. Ví dụ đã có một người quay bên phải thì tất cả cũng quay sang bên phải. Đó, quay sang bên này giúp chúng tôi ạ. Vâng, anh quay người thôi, ghế giữ nguyên, quay người thôi. Đó. Chúng tôi sẽ làm mẫu chỉ một lần thôi. Ok, hãy để chân sang bên này giúp chúng tôi ạ. Rồi. Và bây giờ người chơi đã xoay ngang rồi. Bây giờ xin mời anh hãy ngả đầu thật nhẹ vào đùi của người bên cạnh. Hãy nhìn bên này làm mẫu ạ. Ngả đầu ra, vâng, năm ngả ra, đúng rồi, chính xác. Đó, ngả đầu ra. Rồi. Rồi ạ, một thành viên của chúng tôi vì một số lý do, vâng, vì một số lý do nên là muốn đổi người chơi. Và bây giờ chúng tôi cần một người thay thế ạ. Có thành viên nào không ạ? Cần một người thay thế thật nhanh thôi, nhanh giúp chúng tôi. Vì thành viên này là một lý do rất bất đắc dĩ mới có thể chơi được. Đó, anh rất máu tham gia vào trò chơi này. Xin mời anh. Đó, chính xác, hãy xoay ngang sang ạ. Hãy xoay ngang sang đây. Ok, và dùng đầu của mình đặt lên đùi của mình bên cạnh. Xin mời, hạ xuống ạ. Hạ xuống. Từ từ lần lượt, không phải vội. Hạ xuống ạ. Chính xác. Bên này đã hiểu luật chơi chưa ạ? Đã hiểu luật chơi chưa ạ? Xin mời các anh sẽ vào tư thế thử của mình. Vâng, quay hai chân ra, anh ngồi này một lát nữa, súng ống của anh là bị kẹp vào là chúng tôi không chịu trách nhiệm. Đúng không ạ? Có bất kỳ cái gì thừa ra mà các anh còn lại mà nắm và túng vào mà rơi ra ngoài, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Được chưa? Ok. Được chưa? Vâng, hãy ngả thử đi ạ, hãy ngả đi ạ. Làm sao cho tư thế của chúng ta thật thoải mái. Các anh có quyền điều chỉnh những cái ghế của mình, miễn sao chúng ta thật thoải mái trong phần thi này. Có thoải mái không ạ? Ok rồi đúng không ạ? Và các anh ngoài nhiệm vụ đó chính là nằm trên những chiếc ghế của chúng tôi, không có bất kỳ nhiệm vụ gì khác như là chống tay hay chống bất kỳ vật dụng gì xuống. Nếu chống bất kỳ cái gì xuống, chúng tôi sẽ xử thua luôn được chuyện đó. Các anh hiểu chưa? Các anh có thể nắm tay, nắm chân, cầm vào bụng, cầm vào eo của đồng đội mình, nhưng tuyệt nhiên không được chạm bất kỳ vật gì xuống dưới đất. Được chưa? Rồi xin mời chúng ta quay trở về tư thế ban đầu, xin mời. Và kính thưa quý vị, ảo thuật gia David Discount ngày hôm nay sẽ làm cho quý vị một màn ảo thuật vô cùng đặc biệt. Và bây giờ chúng tôi sẽ mời hai hỗ trợ viên của Lương Gia sẽ di chuyển lên sân khấu giúp chúng tôi. Và tất cả những chiếc điện thoại đâu ạ? Chúng ta hãy chuẩn bị quay lại khoảnh khắc vô cùng đặc biệt này. Sau 3 tư thế của chúng tôi, các anh sẽ bắt đầu vào tư thế mà các anh đã được chuẩn bị. 3 2 Bây giờ không còn nháp gì nữa rồi, 2 rồi không còn nháp nữa rồi. 1, xin mời. Và hãy vào tư thế đi ạ. Ok, ok. Tóm vào những người đồng đội của mình. Và bây giờ, khi tôi nói rút chiếc ghế nào ra thì các hỗ trợ viên sẽ rút ghế của mình. Xin mời, rút chúng tôi, rút chiếc ghế đầu tiên, xin mời.
một người và xin mời giúp chiếc ghế thứ hai, xin mời. Chiếc ghế thứ ba hãy lìa khỏi đội. Đã ba chiếc ghế rồi qua, xin mời chiếc ghế thứ tư. Và hiện tại chúng tôi chỉ còn một chiếc ghế thôi, chiếc ghế cuối cùng, xin mời. Rất tuyệt vời, kính thưa quý vị, hiện tại không còn một sức mạnh nào, không còn vật dụng gì để đỡ tất cả thành viên trên sân khấu, và các thành viên của chúng ta hiện tại đang bay bằng chính sức của mình. Và rất tuyệt vời, không còn bất kỳ cái gì đang cản trở chúng tôi. Quý vị hãy mau chóng cổ vũ cho những thành viên này. Vâng, rất tuyệt vời, hãy xem chúng tôi đã không có bất kỳ vật dụng gì. Vâng, không có gì có thể làm khó được ai gì. Và đây chính là sức mạnh đoàn kết, và hãy nắm lấy tay nhau, bởi vì phần thi mới chỉ ở phần bắt đầu thôi. Đáng ơn bên trạng, chúng ta đã nhìn thấy rồi. Xin cảm ơn âm nhạc. Vâng, xin mời các thành viên, vâng, xin mời các thành viên hãy đứng về vị trí của mình. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đến với chương trình này, chúng ta không có người thắng cuộc, không có người thua cuộc, chỉ có người xuất sắc, và người xuất sắc hơn nữa. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta ngày hôm nay đã thấy 10 thành viên đầu tiên, 10 người vô cùng dũng cảm khi tham dự vào phần thi đầu tiên. Và muốn nói với tất cả các thành viên ở của IAC một điều như sau, đó chính là chúng tôi không hề có sức mạnh. À, thật ra MC không phải là một người có thể biến phép màu thành sự thật, nhưng quý vị có thể nhìn thấy đó chính là 10 chàng trai của chúng ta đang bay lơ lửng giữa sân khấu. Và đó là điều đặc biệt nhất, đó chính là một sức mạnh tinh thần, một sự đoàn kết đến từ IAC. Và xin cảm ơn những người chơi đầu tiên đã tham dự vào phần thi của chúng tôi. Và quý vị có biết không ạ,